Ba xi ba ngang yêu nó cho vô nhiêu là hết nhiêu đó. Đây 25 người đủ rồi. À. Đó.
Đâu có gì đâu. Nhìn nó mới đẹp, gạch ngoài nó đẹp quá. Đó, cho bà giờ. Bà không có gì hết trơn á. Bà dần dần rồi. Bà chỉ là say xe thôi. Hai chị em thuận dữ nha. Ai chị ơi, nghe chị không, nghe chị ba nói gì không? Em bự hay, em lớn với em nhỏ thuận quá trời. Thuận quá nha. Còn bảo qua này trả lại đi, mập quá trả lại. Có chừng miếng á. Miếng ba mặt đẹp, đẹp quá nghe cao không? Mập ngồi giữa. Mặn nhiều quá bên kia ta. Bả kép tôi đi, bả kép tôi thèn thèn vậy đó. Thì lên tới khỏi cái mây mù cho nó đó. Lên mây đó. Bữa nay là lên mây gì đó. Không, cái này là đầu tiên là Việt Nam là cắt 3 giây. Chạy 3 giây chứ người ta chạy có 1 giây 1 rồi. Đúng rồi. Từ từ tiếng đường này nó cũng bằng quà này heo à. Nhớ nhớ bà này heo có 1 giây. Còn này tới 3 giây. Bà này heo tới 7 tới mấy đó. Cái đồng dài nó dài bà này nhiều. Cái này ngắn bà này heo. Cái này 6.000 mấy. Cái kia bà này heo gần tới 8.000 mấy. Bà này heo mà tôi không nhớ có học thơ không lại hơn. Anh Hùng lượng tới là có quất là tới 10. Nè sợ gì dần tới dưới luôn. Mẹ thuận bậc thang kìa, nhìn kìa, nó thấy chưa? Chụp hình đi lấy máy hả chụp? Úc, lấy máy chụp hình bậc thang kìa, quân bậc thang kìa. Trời ơi. Lúa muốn chín rồi đó, nó màu vàng đó. Trong này nó bít này rồi, mẹ nó rồi gió vậy này, nó bít vỏ này bít rồi nó mở ra được cái đây mở được than đây nó mở rồi cả nhà mình đâu tại mình chưa đẩy anh em không mở cái tay đẩy lên được nè tay 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 nó có gì đâu nhìn cái là xong à nó quá trước rồi đẩy được nè xong không bảy đâu đâu có mở ra được đâu có mở 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 đâu nha ta mở mở nhà ta không cho gió mà gió mở nó mới thoáng chứ mở cho nó thoáng trời ơi trên cái nó kìa ủa mẹ mày đứng lên bẻ cái đó bẻ qua cái bên kia kìa bẻ lên cao á bên bên này bên tay ra bên kia đây bên tay trái bên trái bên kia bên nhà bên tay trái mở cái khóa bên đây. Rồi. Rồi. Có gió. Ở dưới có được cắp kem nữa kìa. Ở dưới có được cắp kem ngắn. À. Đang lên mây. Mát mát cái đó. Mới có mời chưa được một phần nữa. Chưa bà. Đây nha, cảnh này mới đẹp nè. Ê, cắp treo đỉnh Ba Si Băng nha. Đây, dưới thành phố. Quá trời. Đây. Cái gì đây? Kìa, kìa. Nó có quay em chụp cho chị trên cắp treo. Cho một cái cắp treo phải được 21 người. Đó, cắp treo xuống không? Từ từ bước một lên mây mấy bước thôi hai chứ mình tới tới giờ nó tới đây cũng cái chỗ tới ngồi đó cái sao sao gì đó rồi đi lên cao rồi cao cao nhà bên kia xuống chụp mô hình đi nữa chứ không đang quay mình chụp vậy quay đang quay mày đâu đang quay mày đâu có chụp chú bộ bên em ơi, cười em. Em ơi, cười em.
cười. Cười hả? Ừ, đó. Này lên cái chén nha, đi hai sắp chén. Ờ đúng rồi. Sa ba nha. Lên nóc nhà Đông Dương. Nóc nhà Đông Dương. Nhà Đông Dương. Đó là lên đây. Đó. Trời ơi, đây nè. Đó. Cắt chén xuống. Mời con Phật. Ba ngàn mấy, là 3 ngàn. Tại sao bằng mấy rồi 7 ngàn chị ơi? Dữ vậy, chị này nãy tôi có 3 ngàn mấy à? Chiều cao là 1,400. Sao vậy? Chiều cao so với nọc mặt nước biển. Không rồi, mặt nước biển là 3 ngàn mấy. Rồi với mặt nước biển. Đâu có thấy cái bị gì có không mà. Bữa đâu có thấy gì thiết kế rồi thấy gì có không mà. Bỏ xuống đi. Đi không? Đang lên đỉnh 33. Ngồi xuống đó kìa. Có lượng hôm nay rồi đây. Dạ. Dạ. Cái mẹ dưới này nó. Mẹ suối mà không có nước. Tại không có mưa. Chừng nào mưa mới chảy có nước chảy gì gỉ thì. Tại vì thì trời nắng mà. Đây, suối nhìn từ trên cáp treo đỉnh Ba Sa Băng nhìn xuống nha. Đó. Ờ nói mối mịt mù sao nữa đừng chờ đứng lên luôn đi chứ không luôn chứ về đây cái đó còn cao kìa mà không còn cao chứ đó luôn mình lên tới đám mây luôn á cao tới đám mây luôn rồi kìa cái vừa rồi á hả vậy mà con người ta chỉ thấy làm mấy chứ còn 750 kéo dây lên làm cột kéo dây lên chị thấy hay không thì vận chuyển đồ đạc cho Tư lên ta làm bởi vì ai mà đi Hà Nội mà không đi là mới bận luôn nước mà bọt á ít 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 nước chắc chắn xuôi nước thôi nó là cái bãi buôn nó xây dựng nó làm xây dựng chung ở đây có trong nửa người trong này cũng giữ rồi vậy đúng không? Sợ hai chồng chặt cò đó. Hai chồng chặt cò đó. Bây giờ chạy lên đây cho chủ nó luôn. Rồi nè. Nó qua cái khớp đó là trắng tươi luôn. Ủa nhìn chung đất đừng có nói trời quá. Quay lại sau lưng kìa, quay lại sau lưng quay thành phố kìa. Đây là quay lại sau lưng thành phố. Quá quá trời thành phố luôn. Cái đường mòn để bắn đi, để đi vô rừng chứ không phải là đi đá ra tới Bắc. Trời ơi. Trời ơi, tại nó không có mưa, không có nước nhiều, nó chạy rỉ nó bọt đó. Bọt là chắc chắn rồi. Trẻ mũi không bình thường đen thui hả anh chết cái gì đó mà đen thui hết ngứa chưa hết ngứa chưa có thể là dùng nước này dùng nước nữa hay là dùng nước nữa nước lạ được giờ đó đi cái
Không này chụp. Thế mà dừng lại. Đang làm không mà thấy nha.